Nam Trung, chuyên gia trang điểm mắng người hát karaoke là lũ khốn, khổ rách áo ôm là ai? Nam Trung là ai? Nam Trung sinh năm 1981, năm nay 41 tuổi, tên đầy đủ của anh là Đinh Nam Trung. Nam Trung là một chuyên gia trang điểm, một stylist, nhà tư vấn sắc đẹp trên những tạp chí thời trang, các chương trình thời trang nổi tiếng. Tên tuổi của anh cũng luôn sát cánh với những gương mặt sáng giá của làng giải trí Việt như Ngô Thành Vân, Mỹ Linh, Quang Dũng, Hồ Quỳnh Hương. Đặc biệt, anh nổi tiếng là người rất chua ngoa đành đá. Nam Trung có vợ chưa? Nam Trung chưa có vợ, anh thường xuyên phải tiếp xúc với đám đông nhưng lại thích ở một mình. Anh từng trả lời với giới báo chí rằng mình thích có một căn nhà chung cư, mỗi người một phòng, ban ngày tụ tập vui vẻ nhưng tối thì ai về phòng nấy, bởi Nam Trung rất thích ngủ một mình. Sự nghiệp của chuyên gia trang điểm Nam Trung. Nam Trung phát hiện niềm đam mê với trang điểm từ khi rất sớm. Năm anh 16 tuổi, trong một lần đứng xem một người nước ngoài make up với rất nhiều cọ và bảng màu, anh bắt chước làm theo. Thật may mắn vào thời điểm đó, Nam Trung được chính chuyên gia đó nhận làm đệ tử. Nam Trung chính thức bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 20, đến nay anh đã có gần 20 năm theo nghề. Và khi nhắc về một trong những chuyên gia trang điểm hàng đầu của Việt Nam, không thể không nhắc đến Đinh Nam Trung. Năm 2011, Nam Trung nhận lời mời tham gia với vai trò giám đốc sáng tạo và là một trong những vị giám khảo chính của chương trình Vietnam's Next Top Model. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong con đường nghệ thuật của anh. Những cột mốc sự kiện đáng chú ý của Nam Trung. Năm 2010 đến 2011, chuyên gia tư vấn sắc đẹp Beauty Editor cho tạp chí FTV Việt Nam, chuyên gia trang điểm Stylist tư vấn sắc đẹp cho tạp chí Elle, giám đốc chỉ đạo Makeup cho chương trình Fashion 1 và 2 của tạp chí Elle, chuyên gia trang điểm tư vấn sắc đẹp cho tạp chí Đẹp, giám đốc chỉ đạo Makeup cho chương trình Đẹp Fashion Show 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, giám đốc chỉ đạo Makeup cho chương trình Việt Nam Idol 1, 2 và kim Stylist của Việt Nam Idol 3 năm 2004 đến 2006. Giảng viên giảng dạy bộ môn trang điểm cho Trung tâm huấn luyện hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines, diễn giả cho các chương trình của các nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng L'Oréal và Maybelline tại thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc chỉ đạo makeup cho Makeup Forever Việt Nam năm 2002 đến 2009, chuyên gia trang điểm stylist tư vấn sắc đẹp cho Đẹp, tạp chí hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 đến 2002, chuyên viên trang điểm chính cho tạp chí Thế giới Phụ nữ. Năm 1999 đến 2001, chuyên viên trang điểm tại công ty mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp Thanh Hằng. Chuyên viên trang điểm chính tại Viện Sắc Đẹp David Minh Đức. Đời tư của Nam Trung. Từ năm 2013, Nam Trung liên tục vướng scandal từ những phát ngôn gây sốc và đến nghi án gạ tình các nam thí sinh. Cũng từ đây mà sự nghi ngờ về giới tính của Nam Trung ngày càng nhiều. Nam Trung cũng khéo léo từ chối trả lời các vấn đề liên quan đến chuyện gạ tình đồng tính khiến nhiều độc giả càng dấy lên nghi ngờ. Nam Trung bị ném đá vì sỉ nhục thí sinh. Ngày 13 tháng 8 năm 2013, Nam Trung khiến dư luận xôn xao với câu nói bị coi là sỉ nhục thí sinh. Trong buổi casting chương trình Việt Nam Next Top Model, Nam Trung đã có dịp đối mặt với Đàm Quang Phúc, người cùng nghề make-up. Tuy nhiên, ngay sau lời chia sẻ của Phúc, Nam Trung liền chặt chém lại là làm make-up nhục lắm hay sao mà đi làm người mẫu. Dù có hơi sốc nhưng nam thí sinh cũng đáp trả rằng ai cũng có niềm đam mê. Tiếp theo đó, Nam Trung lại dội thêm gáo nước lạnh, anh cho rằng mỗi người chỉ một đam mê là đủ. Cư dân mạng đa phần đều ném đá vào Nam Trung vì cho rằng chuyên gia cũng xuất thân từ nghề make-up. Nói như vậy, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Trước đó, Trung được đánh giá là người hoạt ngôn và có những nhận xét thẳng thắn làm mất lòng không ít thí sinh. Tính cách của Nam Trung. Tính cách của Nam Trung có thể được vẽ bằng những mảng màu khác nhau. Chẳng hạn như trong công việc, anh khó tính quyết liệt, nhưng đối với đời sống hàng ngày, anh vui vẻ, hài hước. Anh ham học và xem trọng kiến thức nền tảng, dung hòa giữa tự do và bản năng trong tư duy sáng tạo. Anh sống thực tế và hay nhìn thẳng vào bản chất nhưng cũng rất coi trọng cảm xúc, cầu toàn, nhưng khi bắt đầu đón nhận cái mới cũng rất cởi mở. Nam Trung bị chỉ trích khi xúc phạm người hát karaoke. Mới đây, Nam Trung đăng lên story của mình những từ ngữ khá nặng nề để phàn nàn về nhóm người hát karaoke dịp Tết. Thánh xéo sắc của Việt Nam Next Top Model không ngần ngại chỉ trích, chương trình karaoke của lũ khốn khố rách áo ôm lại bắt đầu. Dù không chỉ đích danh ai nhưng phát ngôn của host đình đám đã khiến dư luận không khỏi chú ý và khiến cư dân mạng chia thành những luồng ý kiến trái ngược nhau. Một số khán giả không ngại chỉ trích Nam Trung vì đã dùng lời lẽ khá nặng nề để nói về người khác trong khi bản thân anh đang là người nổi tiếng. Đồng thời cho rằng chuyên gia trang điểm có thể sang trực tiếp góp ý người đó chứ không cần phải đăng đàn dùng từ gai gắt để chỉ trích hàng xóm như thế. Trong khi đó cũng không ít người hâm mộ đã bày tỏ sự đồng tình khi cho rằng việc hát karaoke dù không xấu nhưng hát quá ồn lại gây ảnh hưởng đến người xung quanh mình. Đây không phải lần đầu tiên công chúng được chứng kiến Nam Trung phát ngôn gây tranh cãi. Từ trước đến nay, anh vốn được mệnh danh là vị giám khảo đanh đá nhất showbiz với loạt phát ngôn xéo sắc trên sóng truyền hình khi ngồi ghế giám khảo, host của các show thực tế lớn về người mẫu. Nam Trung cũng không ngại nêu quan điểm riêng để nhận xét về các thí sinh và do đó hầu như anh luôn là tâm điểm chú ý của dư luận.